con về rợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về non lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ, hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cậu trẻ nhỏ, mẹ về trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ. Quê hương nếu ai cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dâu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phải trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Mong muốn con được lớn, còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối.
gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cành dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Từ lúc sinh thời cho đến tuổi cao, cha sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cha đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cha luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cha cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cha là người cha, người ông mẫu mực, sống trọn đời với người vợ hiền, thủy chung, son sắt. Đối với con cháu xa gần, gái trai dâu rể bình đẳng, nên gia đình hòa thuận nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nếp na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Khi con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng, người đeo tang là đội tình, ân nghĩa. Tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa
chưa kịp về chịu tang. Đúng là nghĩa tình đồng đội thiết tha, quê hương tình nghĩa đậm đà thủy chung. Được tin cha 250 quy tổng tiên tổ, bà con lối xóm, nghĩa khách gần xa, đã không quản trăm công nghìn việc, không quản đường xá xa xôi, đã dành thì giờ công sức đáng kể về thăm viếng và chia sẻ nỗi đau buồn cùng tang thương. Thật cảm động biết bao trước sự có mặt, sự quan tâm của mọi người. Ân nghĩa này thật là cao rộng, con cháu xin ghi lòng tạc dạ và xin được cúi đầu đa tạ. Trước lúc đi xa, cha cho gọi cháu con và những người đã ngày đêm hết lòng chăm sóc cha. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cha để lại muôn vàn tình yêu thương với người vợ hiền đảm đang trung hậu, đã cùng cha đi suốt cuộc đời từ thuở hàn vi đến ngày non tấm. Cha thương quý cháu con, gái trai dâu rể, nội ngoại chan hòa. Cha luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cha, được nhìn cha hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử tôn.
cha ơi, người cha rất nỗi kính yêu của chúng con ơi, giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người, cảnh biệt ly lòng lại rối bời. Trời bỗng nổi phong ba bão táp, cha đã yên vị trong cỗ quan tài trang trọng, chúc người yên giấc mộng. Ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan ân tình đắm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua kỷ niệm năm
anh em họ hàng bên bên rồi, họ hàng bên bên ngoài cùng toàn thể các ông các bà trong và lễ truy điệu và lễ an táng vào hồi giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2008 tức ngày 11 tháng 9 lập đầu tiên. Đúng là và ngày đây cũng có nguyên mẹ xin kính mời đoàn đại biểu đến vào phòng thắp hương xin kính mời. Được khi ông về già 250, tôi liên gia với ông Đờn và thấy được tin ông về già, anh em chúng tôi hôm nay đến đây thắp nén hương chia buồn cùng với gia đình và gia quyến, đồng thời chúc ông về nơi yên nghỉ cuối cùng. Gia đình tôi và anh em ông ở đây tôi mời câu và ông viên đây cuối chưa. Tôi xin mời các bác để vào trong lần trước.
ra là tôi cảm ơn tôi thầy nhất xin toàn thể và được biết chân mắt. Ta khuyến xin mời tất cả các cháu già ngày mai mời các cháu đến để đưa ông Phường ra nơi yên nghỉ cuối cùng và các cháu. Thưa lời viên tiếp theo, đừng là ông Tư con cháu từ nội ngoại về đây viếng vong hồn anh và chia buồn với toàn thể các tuyến để tưởng nhớ anh tất cả phút lần đẹp bắt đầu và tất cả bác sĩ cháu và con trong lúc nhớ thương em và chú tất cả một phút văn đẹp bắt đầu chia buồn của toàn thể gia quyến tôi xin mời các bác các cháu sẽ trở lại đây để đưa anh Trương Gia Lê đến nghỉ cuối cùng.
ăn cho bạn đi. Thank you.
Thưa ban tăng lễ, kính thưa toàn thể gia tộc và gia quyến,
kính dương hương hổ đốc. Hai gia đình chúng tôi ở giao hòa duyên ta với anh trai của ông, nhận được tin ông 250 về nơi kiến tổ còn có chút nhẹ mọi về thắp một tròn nhắn hương thơm để kính viếng hương hổ đốc, là con nòi chia buồn với toàn thể gia tộc và gia quyến. Mong ông nhận lấy và trong lúc biệt ly này, đoàn không biết nói gì hơn chúc ông về nơi tối vào ngàn năm yên giấc để vĩnh biệt ông. Đoàn hút mạnh nhẹ bắt đầu. Các ông các bà, nó tới đã ra về đây để viếng vong hồn của anh tôi và chia buồn với toàn thể gia quyến nhà tôi trở lại đây. Và đây để đưa anh tôi ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Chúng mong tập trung các bạn. Có ước lệ là xin kính mời đoàn sẽ té vào phòng phá hạ thương xin kính mời. Kính thưa, thưa toàn thể gia quyến, được tin ông Quy Tiên, anh em rể cùng em gái của bà đến ném nhang thơm để kính viếng hương hồn ông, cùng chia buồn nỗi đau thương mất mát đối với gia đình. Xin cảm tạ lần cuối mối ông. Các em đúng 7 giờ sáng ngày mai tập trung tại đây để đưa ông anh ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn gia đình ông thành là thành tỉa liên gia với ông thượng thừa thành phố Hải Dương, và là thành tỉa liên gia với gia đình ông thành ở thành phố Hải Dương. Tình tỉa ông ra hai nhà như một, như giờ này vì được đối xa cách trở không về được, gia đình chúng tôi cũng đã được lễ về gia đình và thân lên cho ông những nén nhang thơm vì tiếng thương một ông thay mặt cho gia đình tôi. Xin chân thành cảm ơn gia đình nghĩa thông gia của gia đình thành công tổng tập như lời của họ thành phố. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Phường, kính thưa toàn thể gia đình gia tộc, kính thưa ban tang lễ, ban chấp hành hội cựu chiến binh xã Trùng Khánh, chúng tôi được tin đồng chí Nguyễn Văn Phường đã từ trần vì bệnh hiểm nghèo không qua khỏi. Ban chấp hành hội cựu chiến binh chúng tôi với nén hương thơm để thắp lên tưởng nhớ hương hồn đồng chí và chia sẻ nỗi đau thương mất mát này tới gia đình đồng chí, để tưởng nhớ tới hương hồn đồng chí, để các đồng chí một phút bạc niệm bắt đầu. Xin cảm ơn đoàn cựu chiến binh đã về đây thắp tuần nhang để viếng vong hồn anh tôi và chia buồn với toàn thể gia đây. Anh em chúng tôi gia đình tỉnh Quảng Ninh nhận được tin ông mất đi, anh em chúng tôi dâng cơ dầu và nén nhang thơm trước nhất là lên viếng ông, sau chia buồn cho các bác ông mất đi, để lại con thương cháu nhớ không sao được. Giờ đây anh em chúng tôi xin cúi đầu như mình kính chúc ông về nơi an nghỉ cuối cùng ngàn năm yên giấc.
hương hồn ông Nguyễn Văn Phường. Hôm nay, Ban chấp hành Hội người cao tuổi xã Chủ Khánh cùng chi hội người cao tuổi thôn Hưng Khơi được tin ông 250 về già. Tất cả trong chi hội chúng tôi có mặt trước linh cữu, có mặt trước linh cữu của ông và thắp nhắn nén nhang thơm tưởng nhớ tới vong linh hồn của ông và chia buồn cùng gia quyến. Trong lúc tang gia bối rối, chúng tôi không biết nói gì hơn, xin được một phút mặc niệm bắt đầu. Hội người cao tuổi xã Chủ Khánh và của thôn Tây Khơi đã về đây viếng vong hồn của anh tôi và chia buồn với gia đình. Thank you.
ông về là 20. Anh em chúng tôi là anh trai của cô Minh và còn cùng với đăng kiến để tưởng nhớ ông tất cả đoàn phút bài nghệ bắt đầu. Cô tiếp thời gian tới đăng kiến với người bố cháu. Bây giờ chúng ta hỏi cô cũng hỏi thăm cô đến lần cuối và chúng sáng mai bảy giờ sáng mai hỏi cô chú tới bên mắt bố cháu để nhìn cô. Kính thưa toàn thể gia quyến, thay mặt cho ban lãnh đạo thôn và ban phát lệnh, rồi quân dân chức đảng thôn nhà và toàn thể nhân dân trong thôn đến mang vòng hoa và thắp nén hương thơm kính viếng thôn linh hồn ông và chia buồn cùng gia quyến để tưởng nhớ linh hồn ông để vị phút lặng niệm bắt đầu. Đến đây chia buồn những vong hồn anh tôi và chia buồn toàn thể gia quyến. Tháng ngày mai mời tăng quân đi chân chính và các ông các bà trong thôn xóm đến đưa anh chúng ta nơi yên nghỉ cuối cùng. Cuối cùng
chút điểm tốt cho bên này, xin tôn trọng kính mời đoàn. Cảm ơn các ông, các bà và các cháu về đây viếng vong hồn anh tôi và chia buồn một toàn ra quyến. Bảy công các bà đúng 7 giờ sáng ngày mai đến lại đây để đưa anh đi ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Xin mời đoàn. Đúng là bạn, là bạn trai hay bạn gái? Mời các ông các bà của ngày mai, mời các ông các
bà về tổ chung tại đây một lần ra đây yên. Qua đời anh nhân chú cháu mà bà núi đến trước khi hồn không thắp một lên lên một thu niệm bắt đầu gia đình cảm ơn các cháu đi về đây viếng vong hồn của ông bờ chưa buồn sàn thể giác quyên 7 giờ sáng ngày mai mời các cháu tập trung tại đây để đưa lên đưa ra nơi yên nghỉ cuối cùng mời các giờ phút đông thiên xóm mạc họ hàng con cháu anh em cùng bạn bè đồng chí với nén tâm hương thành kính cho thấu thêm nỗi buồn chia ly tử biệt cha ơi. Vậy là khói tỏa cành bay vẫn ánh dương nhạc lòng ai khúc nỗi bi thương mây trắng buông trùng bao nỗi nhớ nước xanh trôi nhẹ những niềm thương tình cha bất hủ lưu muôn thuở thắm mãi tâm vàng đậm sắc hương người về kẻ ở bao nhung nhớ vẹn lòng chung hiếu niềm duyên trường nỗi niềm quyến thuộc bao lưu luyến như mãi cảnh người nghĩa vấn vương bên đức mến người trong niềm nhớ cố còn dẫu xa ngát dặm trường một nén hương thơm thấu cửu trùng cho lòng người ở lại mãi mông lung tình nghĩa vẹn nguyên đông tư dứt bên cũ quê đê khúc đi thương dập dìu bao những bước chân khẽ đi nhẹ nhẹ cho yên người về 79 thu tựa giấc mơ lời chào vĩnh biệt nhàn du cảnh trời ra đi có nhớ cha ơi bao đoàn người đến một lời tiễn đưa lòng người như có nước mưa sụt sùi giấm thấm thoát nỗi tê tái buồn nắng mưa giọt lệ con tuôn đẹp lời hiếu kính của muôn phương này đức chính đông lạnh đã về lá rơi xào xạc não nề lòng con bâng khuâng tiếng vọng du sương hành heo gió lạnh hư không gọi người bao bà con xóm làng cùng họ hàng thân thích cùng bao người đến tiễn biệt cha đi mà nỗi lòng chịu nặng âu tư xôn xao kỷ niệm đã đi cùng người những người từng chung đường bước với cha tôi cùng đồng hữu hỉ một thời bên nhau muôn phương từng bước chung câu nghĩa tình nhớ thương trăm mối nao lòng chia ly cách trở dòng sông bến làng bên kia thế giới cha sang hỡi cha ngoảnh lại họ hàng ngóng trông ngẩn ngơ nỗi nhớ cùng mong thềm buôn nắng rủ chiều đông gọi mời nén nhang thương khói chơi vơi chạnh lòng thương tiếc bóng người hôm nào vắng rồi bóng núi thái cao câu văn héo nát lòng bao nhiêu người từ nay khi vắng cha bạn lão sang chơi cho con thêm nhớ cái thời còn cha còn đêm bão táp mưa xa trăng soi bóng lẻ nóc nhà đêm nay ngọt bùi rồi lúc đắng cay rồi câu cha dặn con hay về mẹ khi đi chỉ lúc khi về bấm khuôn cuộn gọi tái tê âm thầm nắng chiều lặng phút lê thê một vành trăng huyết hiện về hôm nay nhạc buồn cầu nguyện đêm ngày lòng con cháu hướng từ nay âm thầm lửa thiêng đốt những tháng năm tiếng kèn vi vu xa xăm tiễn người giặt dìu gió thoảng mây trôi nghìn câu trân trọng một lời biệt ly.
công dưỡng dục sánh tựa biển Đông, nghĩa sinh thành cao hơn non Thái. Trong giờ phút đính viếng và truy điệu an táng cha tôi, xin vô cùng cảm tạ những tấm lòng vàng của các cụ, các ông, các bà, các chú, các bạn, cùng anh em, con cháu, họ hàng, nội ngoại, xa gần, bạn bè, quyến thuộc đã đến viếng chia buồn và chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn cùng với gia đình của chúng tôi. Mênh mang giờ phút ngẩn ngơ, tuy phong công tích tôn thờ dương gian, anh em đồng đội bên bạn, cháu con họ mạng sóng làng về đây, cùng chung phút mặc niệm này, một lời tiễn biệt, một ngày chia xa. Hôm nay cho chí hôm qua, ngày mai luôn nhớ, người già quy tiên, anh em con cháu đạo hiền, nặng lòng bi khúc vẹn nguyên nhân tình. Tiếng nghi, tiếng mõ đưa linh, xóm làng kính cận, chung chín đoàn trường. Điều hiu làng nước mênh mông, sinh ly tử cách huyền không gọi mơ. Niềm thương, nỗi nhớ không nguôi, buổi man mát, bóng thoảng bùi khói hương. Bình tâm riêng những tơ vương, ba sinh riêng họ đoạn trường anh linh. Một vườn cảnh vật tiên tân, mõ xa cành lá thu xuân vẫy chào. Linh thiêng đạo vật thanh cao, Di Đà tiếp dẫn hồn vào Tây phương. Nhân sinh thế thái vô thường, an nhân trần thế ngát hương trên trời. Cầu trùng thiên bảo sáng ngời, thấu minh tâm nguyện lòng người chúng con. Đông đoàn viện sứ xóm thôn, từng hàng một sảy trường giang mưa thuyền. Vẫn con đường nhỏ quy hương, cha về tiên tổ cội nguồn hóa công. Biệt ly vĩnh viễn xa xăm, thiên thu tam bảo nhẹ hồng cánh trôi. Cha về cánh hạc du tiên, ông xa cháu nhớ bóng hiền mênh mang. Khóc thương cùng với ngóng trông, xa kia cảnh thuộc bao năm ở trần. Xóm làng họ mạc tới thăm, nhắc hoài hình ảnh về người hôm nào. Mẹ già cha khuất nao nao, lòng con chịu nặng xiết bao nỗi niềm. Cầu cho vạn phúc diên niên, cho con cháu hưởng lộc bền mãi sau. Đôi câu tha thiết bao nhiêu, chỉ bằng tâm niệm khắc sâu chữ tình. Thiên duyên với nghĩa ba sinh, hiếu cùng cảnh thuận vân minh sơn hà. Lại hai thân kể mọi bể, chấu chan nét liễu rậm rề giọt mai. Rằng thôi chút phận an bài, công cha nghĩa mẹ chốc thời bao niên. Môn mi mong những phúc duyên, ngỡ đem tác giả báo đền trăm năm. Gắng công dụng sức hồng trần, khôn đem chữ hiếu đền công chữ cù. Mong sao mồ yên mà ấm thiên thu, tình làng nghĩa nước khắc du, suối vàng cha hãy ngàn thu ngậm cười. Thank you.
Kính thưa bà con cô bác cùng thân bằng cố hữu gần xa và trang chủ, kính thưa hương hồn ông Nguyễn Văn Thường, trong thời điểm bà con đang chăm sóc lúa chuẩn bị mùa thu hoạch thì hay tin ông Nguyễn Văn Thường là hội viên người cao tuổi, hội viên cựu chiến binh, là hội viên nông dân sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo đã được gia đình chăm sóc, thầy thuốc cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ông đã từ trần hồi 17 giờ 20 năm phút ngày 27 tháng 9 năm 2008, tức là ngày 28 tháng 8 năm Mậu Tý, tốt tuổi. Đến dự hôm nay có toàn thể cán bộ, nhân dân thôn nhà cùng họ hàng, nội ngoại, gần xa có mặt. Thay mặt ban tang lễ, tôi xin công bố ban lễ tang. Một, ông Đảm Công Lẫn, trưởng ban, mặt trận làm trưởng ban. Hai, ông Lê Văn Diễn, chủ tịch cựu chiến binh, làm phó ban. Ông Đàm Khắc Thọ, làm phó ban, trưởng thôn. Bốn, ông Đoàn Kim Sùng, hội người cao tuổi. Năm, bà Nguyễn Thị Quý, hội trưởng hội phụ nữ. Sáu, ông Vũ Tuấn Nguyệt, hội trưởng hội cựu chiến binh. Bảy, đại diện cho gia đình là ông Nguyễn Văn Tư, đại diện gia đình. Khắc Thọ, trưởng ban, nên đọc tiểu sử tóm tắt ông Nguyễn Văn Thường. Tóm tắt ông Nguyễn Văn Thường. Kính thưa linh hồn ông Nguyễn Văn Thường, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân, kính thưa ban tang lễ và gia quyến. Ông Nguyễn Văn Thường sinh năm 1948, sinh chú quán thôn Thanh Tươi, xã Trùng Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Ông sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước tập trung sinh lực đánh thực dân Pháp xâm lược, hòa bình không được bao lâu, tổ quốc là vị đế quốc Mỹ sang gây chiến tranh, đất nước chìm trong bom đạn, gây bao cảnh đau thương mất nước nhà tan. Lúc này ông đã là một thanh niên sẵn con lòng yêu nước yêu quê hương. Ngày 16 tháng 4 năm 1970, ông đã cùng trai tráng trong làng xung phong tình nguyện lên đường nhập ngũ, giết giặc bảo vệ quê hương đất nước và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông trở về quê hương xây dựng gia đình, tiếp tục lao động sản xuất, sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng. Tuy cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ông và gia đình luôn tham gia hoạt động trong các phong trào đoàn thể của địa phương. Trong lúc đất nước, nhân dân sống trong hòa bình, không có chiến tranh, thì năm 1979, kẻ thù phương Bắc sang xâm lược. Theo tiếng gọi của Đảng, Tổ quốc, quê hương, ông lại tình nguyện lên đường một lần nữa, đánh đuổi bọn thành chứng Trung Quốc ra khỏi vòng quái, và ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi Tổ quốc hoàn toàn độc lập. Hội phù hộ, khi trở về quê hương, ông cùng gia đình lại tiếp tục lao động sản xuất và tham gia tích cực trong các phong trào của địa phương. Gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành mọi đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Ông đã có công sinh và nuôi dưỡng được 3 người con, trong đó có 2 người con trai và 1 người con gái. Cả cuộc đời ông luôn chăm lo cho các con lớn. Đến nay các con của ông bà đã trưởng thành, xây dựng gia đình và đã sinh cho ông bà được 6 cháu nội ngoại. Chuyện của quê hương, đất nước, cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều gặp khó khăn, trần chốc. Ông và gia đình vẫn hăng hái lao động sản xuất, gương mẫu trong các phong trào đoàn thể. Xứng với một người cha, người ông mẫu mực, xứng danh anh bộ đội cụ Hồ. Khi đất nước đã và đang trong thời kỳ đổi mới, phát triển kinh tế, trong những năm gần đây do sức khỏe yếu, ông không tham gia lao động sản xuất để giúp đỡ gia đình, nhưng luôn động viên vợ và các con tích cực lao động, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng nàng văn hóa, xây dựng mối đoàn kết trong thôn xóm, giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi gặp khó khăn. Sau một thời gian lâm bệnh, ông đã được gia đình thầy thuốc chăm sóc cứu chữa, nhưng do bệnh nặng sức yếu, ông không qua khỏi và đã từ trần vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2008, tức ngày 28 tháng 8 năm 2008. Mất đi một người ông, người cha thân thương nhất. Ông mất đi hội người cao tuổi, hội nông dân, hội cựu chiến binh, mất đi một thành viên tích cực.
cho phép chúng tôi, cán bộ và nhân dân thôn nhà xin chia sẻ nỗi đau này. Trước Đình Hồi Đông, thay mặt cho cán bộ và nhân dân xin hứa tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương giàu đẹp, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, làng an toàn về an ninh trật tự, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương. Trước Đình Hồi Đông đề nghị phút mặc niệm bắt đầu. Thưa quý vị, tôi xin kính mời đồng chí Lê Văn Diễn, Chủ tịch Quỹ Chiến binh xã đọc lời tiếp biệt. Hội nghị chiến binh xã Chủ Khánh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Chủ Khánh, thôn Thanh Khơi. Kính thưa gương hồn đồng chí Nguyễn Văn Phường. Kính thưa ban tổ chức tang lễ cùng toàn thể gia đình tang chủ. Kính thưa toàn thể nhân dân, hội cựu chiến binh xã nhà cùng toàn đảng, toàn dân đang tập trung chăm sóc lúa mùa, chăm sóc và bảo vệ các khu nuôi trồng thủy sản, kết hợp chăn nuôi gia súc gia cầm, cũng như đang tập trung xây dựng và kiến thiết quê hương từ thôn, xã đã và đang dần được đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội cựu chiến binh xã nhà cùng với phong trào toàn đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì được tin đồng chí Nguyễn Văn Phường sinh năm 1948, hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam xã Chủ Khánh, vì sức yếu đại lâm bệnh nặng đồng chí đã từ trần ở tuổi 61. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Phường, đồng chí Nguyễn Văn Phường là hội viên Hội cựu chiến binh, là hội viên của các đoàn thể nhân dân, đồng chí là người ông, người chồng, người cha của gia đình. Đồng chí đã từ trần, đây là một tổn thất lớn lao không gì bù đắp được đối với gia đình, họ hàng, nội ngoại gần xa. Hội cựu chiến binh chúng tôi, các đoàn thể nhân dân mất đi một người hội viên hiền lành chất phác. Giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi toàn thể cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh xã nhà, chi Hội cựu chiến binh thôn Thanh Hơi cùng toàn thể nhân dân, các quý khách xa gần, bên linh cứu đồng chí, khắp toàn hương thơm xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và chia sẻ nỗi đau thương mất mát này tới toàn thể gia đình và họ hàng nội ngoại gần xa. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Phường, thưa toàn thể nhân dân, bên linh cứu đồng chí, hội cựu chiến binh chúng tôi đã phủ lá quân kỳ đỏ thắm cho đồng chí để hồi tưởng tới đồng chí đã một thời trong quân đội đi chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc và bảo vệ biên giới Tổ quốc dưới ngọn cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong quân đội, đồng chí luôn phát huy tốt truyền thống của quê hương cách mạng, luôn phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà quân đội giao cho. Trở về đời thường với gia đình và quê hương, đồng chí luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ cùng gia đình, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như ở địa phương. 19 năm xây dựng và trưởng thành của Hội cựu chiến binh xã nhà, đây là một đồng chí là một hội viên tích cực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết với hội. 19 năm qua, Hội cựu chiến binh xã nhà liên tục là hội trong sạch vững mạnh xuất sắc được cấp trên công nhận, đây là thành tích chung của hội, trong đó có công lao đóng góp lớn lao của đồng chí Nguyễn Văn Phường trong công tác xây dựng hội, xây dựng địa phương đã được Đảng, chính quyền, Hội cựu chiến binh và nhân dân ghi nhận. Kính thưa hương hồn đồng chí, trước giờ tiễn đưa đồng chí ra nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi toàn thể cán bộ hội viên xã nhà xin hứa với hương hồn đồng chí là đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hội trong sạch. Xin chia sẻ cùng gia đình nỗi đau thương mất mát này. Cuối cùng xin kính chúc đồng chí Nguyễn Văn Phường nơi suối vàng yên giấc ngàn thu, xin chào và vĩnh biệt đồng chí. Xin mời đại diện gia đình phát biểu ý kiến. Gia đình cảm ơn ban quân dân chính, hội cựu thanh niên, hội cựu chiến binh, bà con xóm làng, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa về đây sẽ đưa anh tôi ra nơi an nghỉ cuối cùng khi mùa yên mà đẹp. Mời các ông, các bà, các bác về tại gia đình ăn trầu uống nước và xơi với lưng cơm muối với gia đình chúng tôi.
Một lần nữa, tôi xin có điều gì trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, rất mong các quý vị miễn thứ. Xin hết. Thưa bà con, sống gửi khác về, giờ chia ly đã đến. Tôi xin tuyên bố cử hành tang lễ ông được bắt đầu. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con chọn. Ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha. Thương nhớ cha, cỏ cây xào xạc, cá xôn sau mặt nước chiều tàn. Cha ơi, ông ơi, người cha muôn vàn kính yêu của chúng con ơi. Dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời,
chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thỏa hàn vi phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Như mới sớm qua thư, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thông đêm. Ý tưởng của người muốn cho trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng, lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ. Sống làm người trước hết phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người. Đến với lễ tang cha hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà trang hòa cởi mở, đó thực sự là đoàn kết. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc, nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, cha luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi cha đi xa, tình làng nghĩa xóm cứ tan quyến như một nhà, thủy chung như nhất. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, mọi người đã có mặt đông đủ. Lễ hành tang và an táng cha lung linh bóng nước im trời, im cả đoàn người theo bước hành tang. Tiếng trống phách, tiếng kèn của hai đoàn nhạc hiếu hòa quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng một vùng quê dạo dực con tim, rung động lòng người. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ, đối, trướng đang tung bay dợp cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng, nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản suối vàng nâng dương.
bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buổi tiễn đưa cha về cõi hạc. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người đã từng cùng chiến đấu công tác và chung đội ngũ với cha, với con cháu của cha. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cảm đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mặt trời nắng chói chang, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu, thiêng vác lắng đội đầu, tình người làm dịu mắt. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu khuya sớm, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tứ cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sơn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương nặng nề này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện.
thiên thu vĩnh biệt là ơi. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt chi, đất là nuôi người. Đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước quê. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc người yên giấc mộng xa. Nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương. Cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Thank you.
người vất vả, sống hết lòng vì nhân nghĩa yêu thương, vì các con cha thức trắng đêm trường, vì nội ngoại cha hy sinh tất cả. Cha ơi cha, sao cha đi vội vã, để lại lòng con bao nỗi đớn đau. Cha ơi, lòng con đau như té, đâu ngỡ rằng giờ vạn dặm cách xa. Con những mong được phụng dưỡng tuổi già, bù cho cha những gian lao vất vả. Cha ơi, sao nỡ đi vội vã, hãy dừng chân và dìu dắt con thêm. Giờ thương đau cao ngất chín tầng mây, con cách biệt đâu được nhìn thấy nữa. Cha ơi, cha đi là nhường hết, chẳng hưởng gì phúc lộc điền viên. Nhưng với con ơn đức chưa báo đền, con sẽ cố làm vui lòng cha mẹ. Cha ơi, con vụng chưa biết lễ, chút lòng thành thắp một nén hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ cha chỉ khóc thầm lặng lẽ. Cha ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống tại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Nếu khi xưa chắc làm cha buồn rầu, ngàn lạy cha hãy rộng lòng lượng thứ. Cha ơi, cánh hạc vân du, thiên thu vĩnh biệt đất trời cách năm. Ước mong gặp cha một lần đoàn tụ quây quần yêu thương. Hương thơm đặt tại mộ người, nỗi niềm thương nhớ biết thời nào quên. Ân sâu nghĩa nặng báo đền, chúng con mãi mãi sẽ ghi tạc lòng. Uống nước nhớ
làm con phải